Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người. Em tên là Đỗ Phương Duyên, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. À, năm nay em 32 tuổi, em tuổi con cọp. Dạ, em làm nhân sự. Em là dành cả tuổi thanh xuân để tính lương cho đồng nghiệp đó chị. Trời ơi, hay quá. Làm nhân sự là khó tính lắm đó nha. Sao anh biết hay vậy? Trời ơi, làm nhân sự là một trong những khâu rất là khó mà dưới là mọi người rất là sợ. Chàng trai bên đây, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả có trong phim trường. À, tôi tên là Lê Duy Linh, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là kỹ thuật cho công ty cung cấp thiết bị cho rạp chiếu phim á. Kỹ thuật á hả? Dạ. Về âm thanh ánh sáng hả? Không, về âm thanh. Kỹ sư âm thanh á. Kỹ sư âm thanh, dạ. Rồi. Một bên là nhân sự, một bên là kỹ sư âm thanh. Bên kia 32, bên đây 38. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sự nhiệt tình. Em cũng vui vẻ, tính em cũng năng động. Nhiều khi nó cũng tăng động. Tăng động luôn. Khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính chút xíu. Cái gì mà không giữ ý em là em hơi khó chịu, mà em nhăn khó chịu. Không, đừng nhăn. Dạ, để không cười. Nhăn là đã thấy khó chịu rồi, nhăn chi nữa. Dạ. Sở trường sở đoản của mình là gì? Em thích đi du lịch. Mình còn gì nữa? Dạ, em cũng thích ca hát. Ca hát. Chị có dám nghe không? Dám chứ. Sở trường hay là sở đoản? Em hát thử. Hát thử là biết liền nó sở gì ha. Rồi, xin mời. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đã sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho ai nói cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bản con tim em mãi muôn đời. Hay quá, giọng quá trầm quá vang luôn ha. Vậy là sở trường là ca hát rồi đúng không? Dạ. Rồi, bạn trai bên kia cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Giọng hát hay chị. Em hát được không? Dạ em hát được. Em hát câu đi. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Rồi, em có những cái ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em là hơi ít nói. Ít nói? Không sao, ít nói cũng là một ưu điểm đó em. Rồi còn có tật xấu gì không? Dạ, không có tật xấu. Không có. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao năm? Mối tình dài nhất là được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em lo sự nghiệp của em á, cho nên người ấy không có đợi em được á. À, nên là cô ấy đi lấy chồng á. Bây giờ công việc ổn định chưa em? À, công việc thì giờ cũng ổn rồi chị. À, nếu bây giờ được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm là... Tình trường mình sao cưng? Dạ, mối tình chính thức của em là được 5 năm. Rồi lý do sao chia tay? Dạ, tụi em cũng gần đến lúc là cưới nhau rồi thì hai gia đình có nhiều trục trặc á xảy ra, nên sau đó 2 năm thì tụi em chia tay. Rồi gần đây có mối tình nào nữa không? Dạ, nhỏ lẻ em chưa có chính thức. Có nhỏ lẻ nữa hả? Chưa tính hả? Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Dạ, ở không khoảng 3 năm rồi. Lý do tại sao 3 năm không có ai? Dạ, chắc tại đi du lịch nhiều quá thì... À, em hay đi du lịch lắm hả? Dạ, đúng rồi. Đi khi... công việc sao? Cuối tháng chuyển lương là đầu tháng đi du lịch cho xả stress đó chị. Sung sướng quá ha. Rồi vậy bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Trưởng thành. Em thì thích nấu ăn. Thế nên em
không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Chứ đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Rửa chén thì em trai biết rửa chén, biết rửa chén, biết dọn dẹp nhà cửa. Vậy được. Cao chắc khoảng từ gần 1m7. Tại em cũng cao 1m62 rồi. Em cao, em mấy cao gót nữa chắc lên gần 1m7 luôn. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m68 chị. Được rồi. Dạ được rồi chị. Rồi. Rồi bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia sao, em đoán luôn đi. Hai bên cứ trao đổi với nhau trực tiếp luôn đi cho nó thoải mái. Em cũng mong muốn có một chàng trai là có trách nhiệm rửa chén cho em nha anh. Rồi, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi rồi. Chưa thấy mặt mà đòi rửa chén cho người ta luôn. Thích cái gì, không thích cái gì nói luôn với ảnh đi coi sao. Mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước đi em? Biết quan tâm, chia sẻ, biết tôn trọng nhường trên rồi, và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em dạ, một mối tình là từ đó giờ 5 năm tới giờ luôn anh. À vậy hả? Được chưa? Dạ được. Vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Cao thấp bập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được đúng không? Dạ rửa chén được. Giặt quần giặt áo được đúng không? Dạ được. Quét nhà cửa được đúng không? Dạ được. Giữ em bé được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Được luôn hết không? Em rất là mong muốn. Đúng là đàn ông của gia đình. Bên đây ngon rồi đó. Tìm một người bạn gái là có yêu cầu gì không? Biết tôn trọng mình là được rồi chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thì đừng có khó chịu quá. Nóng tính quá cũng không được. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ thì nhiều khi em cũng nghĩ là do phụ nữ nhiều khi nóng tính quá, mình cũng ngại á. Trời, phụ nữ nào nóng tính lâu lâu mới có người thôi chứ em. Sợ cái không lấy vợ luôn. Sợ phụ nữ hả? Không phải sợ phụ nữ mà sợ cái tính cách, cái tính sợ nóng tính rồi sợ gì nữa? Sợ mà hay càm ràm, nóng tính hay càm ràm. À. Dạ. Rồi có sợ phụ nữ gì nữa không? Dạ không. Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Dạ, bây giờ có thể lấy vợ được rồi. Bây giờ gia đình em phản đối thì em tính sao? Chắc không có phản đối đâu chị. Tại em cũng lớn rồi. Nên là em có thể quyết được cái vấn đề đó. Ngộ ta. Tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ. Phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu. Nha. Yên tâm không có sao hết trơn á. Trời đất ơi. Lúc em chia tay em cũng định hỏng lấy chồng luôn á chị. Trời ơi. Nhưng hai người này xứng luôn. Mắc nhưng mà lúc gì? Mà chương trình gọi điện cho em là gực dậy cái niềm đam mê của em rồi chị. Đam mê lấy chồng mà hả? Mê trai. À mê trai. Bây giờ em cảm nhận cô ấy có càm ràm không? Em chưa thấy càm ràm. Có nóng tính không? Dạ em chưa thấy. Có đó. Có. Nãy cô nói hơi nóng tính đó. Nóng tính. Cuối tháng em có nóng tính không? Cuối tháng mới nóng tính đúng không? Cuối tháng mới nóng tính. Ta gọi là tới tháng nóng tới tính tháng đó nóng tính. Dạ không. Cuối tháng là tính lương em mới nóng tính anh. Bình thường là đầu tháng giữa tháng không sao. Thì tới tháng đó. Tới tháng là nóng tính là bởi ai cũng đòi lương đó. Nói gì mà mấy người cười um vậy? Mới tới tháng mà. Ảnh mà càm ràm với lại là nóng tính là anh rút lui luôn á. Em không có càm ràm đâu anh. Khó chịu không? Em có khó chịu tí tí thôi. Nhân sự khó chịu lắm. Lên hỏi gì cũng cự chứ. Nhưng mà em nghĩ là em mới có thể làm cho ảnh vực dậy lương được giống em anh. Ồ vậy hả? Dạ. Em không, có thể quản lý anh được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này anh hiền lắm. Nhưng mà đừng có gọi là gì ăn hiếp đàn trai quá nha. Em con cọp chứ em không có giữ đâu anh. Trời ơi. Nhìn em hiền không? Quá hiền. Bên đây em tuổi gì ta? 38 tuổi gì ta? Tuổi thân anh. Tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Cọp với khỉ hả? Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em sợ đàn ông mê tín lắm anh. Mê tín, sợ mê tín hả? Dạ giống như tuổi thân với dần á. Dần em... thân tị hợi là tứ hình xung đó. Em có mê tín không? Dạ em không có mê tín. Thí dụ giờ hai cái tuổi mà không hợp với nhau á, em có chịu lấy nhau không? Thì giờ cuộc sống mình bây giờ hiện đại rồi, cái tuổi tác tôi có quan trọng vấn đề với tính cách con người thôi anh. À. Không có mê tín. Anh này anh hiền lắm, khoảng bao lâu cưới được? Em nếu được thì đẻ luôn à, không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Chỉ là cưới xong đẻ đó chị. Không. Đẻ luôn được không? Được anh. Được không? Được. Em thích con trai hơn gái? Đừng BD là được rồi. Hả? Trời ơi trời, cái vụ này khó nói lắm. Sao cũng được, đừng BD dạ, nữa. Miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Đàn ông 100%. Chắc không? Được không? Được. Anh là đàn ông em ơi. Ừ. Rồi, ngon lành ha. Anh là đàn ông khẳng rồi. Định luôn rồi. Bây giờ mình có đi với người nhà, có người thân, có ai hỗ trợ mình không? Dạ, em có bạn bè với đồng nghiệp em đang ở dưới ạ. Rồi, cho chị gặp bên đại diện bên nhà cái.
Dạ em chào chương trình ạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Theo em nhận xét thì em thấy anh này cũng hiền lành và thật thà, dễ thương. Cho nên là nghĩ là anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được không? Dạ được ạ. Anh đàn ông không? Dạ đàn ông. Đàn ông. Em thấy được hả? Em trai đi với ai? Em đi với mẹ của em. Có bác hả? Dạ chào bác. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Bác là mẹ của Duy Linh. Duy Linh cũng hiền lành, cũng đi làm về tối rồi cũng phụ mẹ lo công việc nhà. Thế con dâu tương lai thế nào bác? Dạ dâu thì bác thấy là cháu cũng vui vẻ, hiền lành, đẹp. Bác chịu bác không? Bác thích. Dạ dạ chịu. Bác cũng mong cho hai đứa tìm hiểu với nhau đi tới hôn nhân. Cảm ơn bác nha. Dạ cảm ơn bác. Hai bên cũng đã khảo sát rồi, bây giờ vấn đề còn lại là hai đứa nha. Mở cửa trái tim. Quà gửi cho em. Dạ. Cảm ơn anh, dạ. Em tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Em có cảm nhận gì về em? Đem đem mất kiến mua cái đó. Kiểm tra nhân sự á. Kiểm tra anh có phải đàn ông không? Cái đó kiểm tra sau, anh thấy em thế nào? Thì nhìn em cũng dễ thương. Những thời gian mà rảnh rỗi á, anh thường làm gì? Rảnh rỗi thì nếu mà ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa. Anh có rửa chén không? Có rửa chén. Cô này còn cứ lo chuyện rửa chén không hả? Công việc của anh có hay thường đi công tác không? Công việc thì cũng hay đi công tác. Anh có thường kết hợp việc công tác với việc du lịch? Cũng có em, cũng có. Ví dụ như mình đi công tác mà có thời gian á thì mình ở lại chơi một hai ngày. Anh ở lại anh nhớ rủ em đi chơi theo ha. Ok. Sẽ mua vé cho em ra đi chung nha anh. Em đang suy nghĩ tới có con thì em sẽ dạy con bằng tiếng Anh tự em dạy luôn. Không biết anh có thích vậy không? Rất là tốt. Mình hướng cho con đi theo tiếng Anh thì càng tốt. Vậy hai người nói chuyện tiếng Anh khúc nghe coi coi. Bắt đầu. How you think about the future? Have a baby? You like a girl or a boy? Or you mean the children? Our children? How many children do you want to have? I want to have two children. One two. Boy, one girl? What? Mệt của nó tiếng Việt thì dễ hiểu đi. Lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Em nghĩ là không cần phải là một người nào đó phải giữ một cái số tiền của hai người. Tuy nhiên là hả biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Tâm đầu ý hợp quá ha. Nếu mà quen thì cuối năm em lấy được không? Cuối năm mình kết hôn được không? Em cũng muốn lập gia đình rồi. Thế nên là cuối năm được, không sao hết rồi. Vậy là tốt rồi. Anh nghĩ mình đến đây cũng là cái duyên của mình rồi. Em tin duyên nữa. Quá tốt rồi. Nếu mà cái duyên đó mà mình phát huy được thì thành cái nợ để mình lâu đài tình ái bắt đầu. Anh ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vươn đôi phồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đẹp đôi, đẹp trai, xinh gái, các bạn đủ cảm nhận để chúng ta có nên bấm nút hay không? Và nên nhớ bấm nút, chúng ta cần có trách nhiệm với việc bấm nút của mình nha. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu nha. Để em hôn anh.